Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào tuần này các bạn anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Doãn Hưng. Trước mắt mọi người thì bên em mới về thêm được một ít cái dòng loa Full Eric Bass 25. Đây là dòng loa hàng bãi xịn mang thương hiệu của Đức. Các bác để ý thì như vậy là đây đã là lần thứ 3 bên em về cái dòng loa này. Và tổng cái lô loa này là nó tầm 50 đôi các bác nhá. Như vậy là vẫn còn nhiều cái dòng loa này mai kia sẽ lại tiếp tục về. Cái loa này thì bên em cũng đã giới thiệu này, hình thức nội thất cũng như là test chất âm rồi. Đấy, ở video này thì chủ yếu là em sẽ giới thiệu qua về hình thức và nội thất thôi. Đấy, các bác nào quan tâm thì chúng ta lại gọi điện vào Zalo để bên em sẽ gửi hình ảnh và có chi tiết về cái loa này nhiều hơn nữa. Đấy. Nói về dòng thương hiệu Eric thì nó là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức các bác nha. Và cái dòng loa này thì ở trên thị trường cũng đã có một số anh em bán. Giá thì các bác để ý và so sánh thì chắc chắn là bên Doãn Hưng sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều. Cái giá này thì hôm trước bên em chào bán các bác là nó chỉ có 5 triệu rưỡi bao ship. Và cái lần này thì cũng thế các bác nha. Vì nó cùng một cái lô bên em đã cân được cái giá tốt cho mọi người. Còn giá ở kênh khác thì có thể lên tới 6 triệu trên 6 triệu cơ. Vì đây nó là cái dòng loa cực kỳ có thương hiệu và chất lượng. Mã của cái dòng Eric Full 25 này thì nó là RH610 này. Công suất của nó là 300W trở cán 8 ohm các bác nha. Này đã bay qua lại nước sơn nha. Nó đã không chắn cái bảng thông số này, nó hơi có sơn nhiễm nhúc ở đây tí. Đấy. Con này thì độ nhạy của nó cũng khá là cao các bác nha. Độ nhạy cao đấy. Vì con này thì có khi âm ly cũng vẫn đánh ok. Đấy. Tình trạng loa thì rất đẹp đúng không ạ? Thùng cân các bác nha. Đa số là chúng ta thích thùng cân như thế này. Màu đen nữa. Đấy. Rồi mọi thứ, tem, mác, căng, viết là không có cái nào bị rách, xước, lỗi. Nha. Đấy, tạm thời hôm nay về bên em về là lại được 5 đôi nữa. Đấy, số lượng thì thoải mái để phục vụ các bác. Đấy, em nên sóng tạm như vậy thôi. Đấy, cái mẫu loa này thì về hình thức thì không có điểm chê rồi đúng không ạ? Đấy, kể cả về thông số của nó thì rất là ấn tượng. Còn nội thất của nó thì nó trông rất là hoành tráng đấy các bác nhé. Không xem cái củ chép đặc biệt của loa này, Doãn Hưng đánh giá rất cao củ chép. Củ chép của nó còn to hơn những cái củ chép của thằng Full 30 nên là lời rất là sáng. Đấy, phễu dạng phễu bóng này các bác, đấy, giống như kiểu B3 đúng không? Đấy, B3 nó cũng thương hiệu của Đức này. Các bạn xem cái củ chép của nó quá ấn tượng. Công suất của cái củ chép này nó lên tới 60W. 60W trở kháng 8 ohm. Đấy, như vậy là công suất của nó cực khủng. Kể cả loa Full 30 cũng khó không có cái công suất 60W thế này. Thường thường 30 nó chỉ có 35-40W đã khủng rồi. Đấy, các bạn xem. Cái củ chép nó rất dày, to. Đấy, cái kẹp từ của nó rất là bóng và nhìn nó đanh, nó chắc. Cái củ bát của dòng này thì từ của nó không quá lớn nhưng mà cầm rất là nặng các bác nha, lớn dày, dày chắc chắn, keo cổ côn mọi thứ này, chúng ta nhìn nó rất là tuyệt vời. Cái màng của nó đằng trước thì là dạng màng bóng đúng không ạ? Đấy. Đằng sau nó cũng khá là nhẵn. Cái màng này anh em liên tưởng nó giống như cái loa VPK này. VPK nó cũng có cái dạng màng này, gân ba thép các bác nha, gân lụa tẩm dầu. Đấy. Ở đằng trước là màng nhẵn bóng, cái dạng cũng chống nổ bẩn, chống nước này. Đấy. Nói về cái dòng loa Full 25 Eric này thì nó quá nhiều điểm ấn tượng các bạn. Đấy, thông số của nó cũng đầy đủ nha. Ở đây thì bát chép nó đều của hãng Eric hết này các bạn. Đấy, trang web các kiểu. Con này là trang web của nó là www.ericaudio.com. Đấy, các bạn có thể tra trên từ này, trên xương này, xem cái râu của nó đi rất là gọn. Đấy. Chúng ta nhìn như này đủ biết được độ hàng bãi xịn chuẩn đúng không ạ? Đấy, thùng thì thùng gỗ ván ép rất chắc chắn. Đấy, chúng ta nhìn hai bên là hai nẹp nhôm nhá, sơn đen. Đấy, căng của nó đây, tem mác rất là to đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn là hàng bãi nhưng mà nó đẹp như mới. Đấy, bông tiêu âm này bọc rất là kín và dày. Đấy, phân tần của nó thì toàn linh kiện chất lượng thôi anh em nhìn này. Toàn những con tụ Eric, trong cái phân tần của nó rất là khôn và chất lượng, kể cả dây dợ này anh em, bọc thiết
chu đáo này, dày dặn, chắc chắn, đúng không? Lỗ thông hơi đằng trước các bác nhé. Có lẽ em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về cái dòng loa này vì hôm trước Doãn Hưng cũng đã giới thiệu rất là tỉ mỉ rồi. Mọi thứ zin đẹp các bác nhé, không có chuyện nôm cộm lai tạo gì ở đây. Đấy. Giá thì bên em thông báo các bác là nó chỉ có 5 triệu rưỡi bao ship thôi. Một cái mức giá nó quá tốt các bạn. Bây giờ hàng bãi chuẩn, hàng thương hiệu, chất lượng mà giá nó rất hợp lý. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng theo cái địa chỉ này, Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định. Đấy, em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác có thể liên hệ theo em hai số ra lô này, gọi điện trực tiếp. Đấy. Ở đây thì các bác nào lấy số lượng, lấy nhiều thì cũng có thể liên hệ cho Doãn Hưng. Anh em nào ở gần Nam Định, chúng ta có thể đến cửa hàng để chúng ta giao lưu, sưu tầm cho mình những món hàng chất lượng nhất. Đấy, một cái dòng loa đẹp, rồi thương hiệu, rồi chất âm hay thì chắc chắn là sẽ được nhiều anh em quan tâm. Đấy, cái dòng loa này thì bên em cứ về hàng là lại hết các bác nha. Đấy, ở đây thì em quay tạm thời mấy đôi thôi, còn số lượng thoải mái cho anh em đi, giá thợ anh em lấy số lượng cũng có, giá thợ thì tốt hơn. Thôi, rất cảm ơn các bác anh em đã đồng hành ủng hộ kênh của Doãn Hưng. Xin hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác. Các bác xem video thấy hữu ích thì chấm tặng Doãn Hưng xin nút like nhá. Ở đây thì lưu ý các bác là tất cả các cái quả còn lại, mặc dù Doãn Hưng chưa phanh phui ra đây, nhưng mà hàng đi cho các bác thì bên em sẽ kiểm tra kỹ và tất cả nó như thế này, anh em về có thể tháo ra. Không như thế này Doãn Hưng sẽ đền các bác 10 lần tiền, được chưa ạ? Cái câu cuối là Doãn Hưng muốn nhấn mạnh để cho anh em muốn mua những cặp loa này, chúng ta tin tưởng ủng hộ kênh Doãn Hưng. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở clip khác ạ.